Tạ cha hảo, bây giờ là bài 61 tương với phần 2 bài 25 quyển 2. Đầu tiên là từ không tệ, khá. Bú chua. Bù. Bù. Chua. Chua. Bú chua. Bú chua. Em học không tệ. 你学得不错. 你学得不错. Tiếng Trung nói không tệ. 汉语说得不错. 汉语说得不错. Chữ Hán viết không tệ. 汉字写得不错。汉字写得不错。 tiến bộ, 进步。进步。进步。进步。进步。进步。进步。进步。 tiến bộ rất lớn, nguyên văn là rất lớn tiến bộ. Hẳn đà chìn bù. Hẳn đà chìn bù. Có tiến bộ rất lớn. Yếu hẳn đà chìn bù. Yếu hẳn đà chìn bù. Hay nói lại, em học không tệ. 你学得不错. 你学得不错. Có tiến bộ rất lớn. 有很大进步. 有很大进步. Bây giờ là từ trình độ. Sủy bình. Sủy. Sủy. Bình. Bình. Sủy bình. Sủy bình. Âm Hán Việt là thủy bình. Trình độ tiếng Trung. Hán ngữ sủy bình. 汉语水平. Trình độ làm việc. 工作水平. 工作水平. Trình độ của anh ta thế nào? 他的水平怎么样? 他的水平怎么样? Bây giờ là từ đề cao, nâng cao. Thí cao. Thí. Thí. Cao. Cao. Thí cao. Thí cao. Nâng cao rồi. Thí cao lợ. Thí cao lợ. Đã nâng cao rất nhiều. Nguyên văn là nâng cao rồi rất nhiều. Thì cao là khẩn đua. Thì cao là khẩn đua. Đã nâng cao không ít. Thì cao là bù sảo. Thì cao là bù sảo. Bây giờ là từ nhanh. Khoai. Khoai. Quá nhanh rồi. Thái khoai lợ. Thái khoai lợ. Nói quá nhanh rồi. Sô đớ thái khoai lợ.
Sô tớ thải khoải lợ. Nhanh một chút, nhanh chút. Khoải tiểu. Khoải tiểu. Nâng cao rất nhanh. Thí cao tớ khẩn khoải. Thí cao tớ khẩn khoải. Trình độ tiếng Trung nâng cao rất nhanh. Hàn ngữ sủy bình thí cao tớ khẩn khoải. Hàn ngữ sủy bình thí cao tớ khẩn khoải. Hãy nhắc lại, em học không tệ. Nì xuế đờ bú chùa. Nì xuế đờ bú chùa. Có tiến bộ rất lớn. Yếu khẩn đà chín bù. Yếu khẩn đà chín bù. Trình độ tiếng Trung đề cao rất nhanh. Hàn ngữ sủy bình thí cao tớ khẩn khoải. Hàn ngữ sủy bình thí cao tớ khẩn khoải. Bây giờ là cách nói đâu có đâu, dùng để biểu đạt khiêm tốn. Nguyên văn là chỗ nào? Ná lỉ. Nả. Nả. Lỉ. Lý. Ná lý. Ná lý. Đâu có đâu có. Ná lý ná lý. Ná lý ná lý. Từ này nghĩa đen vẫn có nghĩa là ở đâu, giống như nả. Bây giờ là từ phát âm. Pha in. Fa in. Fa in. Fa in. Phát âm tiếng Trung. Hải ủy fa in. Hải ủy fa in. Phát âm của tôi. Wo de fa in. Wo de fa in. Đâu có, phát âm của em. Nà lì, wǒ de fa yīn. Nà lì, wǒ de fa yīn. Bây giờ là từ chuẩn, âm Hán Việt là tiêu chuẩn. Biao chuẩn. Biao. Biao. Chuẩn. Chuẩn. Biao chuẩn. Biao chuẩn. Chuẩn hay không? Nguyên văn là chuẩn không chuẩn. Biao chuẩn bù biao chuẩn. Biao chuẩn bù biao chuẩn. Không chuẩn. Bù biao chuẩn. Bù biao chuẩn. Phát âm của em không chuẩn. Wǒ de fa yīn bù biao chuẩn. Wǒ de fa yīn bù biao chuẩn. Hãy nhắc lại, em học không tệ. Nǐ xuě de bù cuò. Có tiến bộ rất lớn. Yǒu hěn dà jìn bù. Yếu khấn đà chín bù. Trình độ tiếng Trung nâng cao rất nhanh. Hàn ngữ sủy bình thí cao tớ khẩn khoải. Hàn ngữ sủy bình thí cao tớ khẩn khoải. Đâu có, phát âm của em không chuẩn.
哪里？我的发音不标准。哪里？我的发音不标准。Bây giờ là từ lưu loát. Liếu lì. Liếu. Liếu. Lì. Lì. Liếu lì. Liếu lì. Âm Hán Việt là lưu lợi. Nói rất lưu loát. Sô đờ hẳn liếu lì. Sô đờ hẳn liếu lì. Nói cực kỳ lưu loát. Sô đờ phê tráng liếu lì. Sô đờ phê tráng liếu lì. Nói cũng không lưu loát. Sô đờ dễ bù liếu lì. Sô đờ dễ bù liếu lì. Phát âm của em không chuẩn. Ủa đờ phát âm bù biao chuẩn. Ủa đờ phát âm bù biao chuẩn. Nói cũng không lưu loát. Sô đờ dễ bù liếu lì. Sô đờ dễ bù liếu lì. Hãy nhắc lại một lần nữa, em học không tệ. Nǐ xuě de bù cuò. Có tiến bộ rất lớn. Yǒu hěn dà jìn bù. Yǒu hěn dà jìn bù. Trình độ tiếng Trung nâng cao rất nhanh. Hàn ngữ水平提高得很快。汉语水平提高得很快。Đâu có, phát âm của em không chuẩn. Ná lì, 我的发音不标准。哪里？我的发音不标准。Nói cũng không lưu loát。说的也不流利。说的也不流利。Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Rút tiền. Chuyển tiền. Trước tiên giới thiệu một chút. Xin giới thiệu một chút. Cũ mới. Chiều xin. Bệnh viện. Y viện. Phim điện ảnh và phim truyền hình. Điện ảnh và điện视剧. Dì, cô. Ai ý. Làm phiên dịch. Tăng phan ý. Béo gầy hay rộng chật. Phấy, sầu. 21 tuổi. 21 tuổi. 8 giờ kém 10. Trả 10 phân 8 điểm. Phải đem theo cơm chưa? Yào đài ủ phản. Làm phiền, tôi hỏi thăm một chút. Láo chả, ủa đã thi ý xả. Cứ đi về hướng đông. 一直往东走。
Đi vào trong thành chơi. Chuy chẳng lì wár. Người lái xe taxi. Chu du chưa sư chi. Ngồi xe số 375. Zuo san chi wú lù chưa. Nói rất nhiều lời. Shuo hěn duō huà. Nói lại một lượt nữa. Zài shuo yī biàn. Đau đầu, sốt, ho. Thấu thấng, phát sao, khớ sổ. Đài truyền hình. Điện sử thái. Học không tệ. Xuế đợi bố chua. Trình độ tiếng Trung. Hàn ngữ sử bình. Đâu có. Ná lỉ. Lưu loát trôi chảy. Liếu lỉ. Tiến bộ rất lớn. Chìm bộ hấn tả. Đề cao rất nhanh. Thí cao được hấn khoải. Phát âm không chuẩn. Phát âm không chuẩn.